Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức 16 giờ. Thưa quý vị, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai được duy trì ổn định. Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 10 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu là thanh long, dưa hấu, chuối, sắn, rau xanh các loại. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 7,8 triệu đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu đạt 2,93 triệu đô la Mỹ. Tổng phương tiện xuất nhập cảnh là 2.479 lượt, trong đó 822 lượt phương tiện của Việt Nam, 1.645 lượt phương tiện của Trung Quốc, 7 lượt tàu liên vận chở hàng. Tỉnh Lào Cai phấn đấu đến ngày 31 tháng 5 sẽ đưa dịch vụ công tại cửa khẩu Kim Thành đi vào hoạt động, giúp gia tăng năng lực thông quan hàng hóa, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Năm 2023, Lào Cai đặt mục tiêu giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 2 lần so với năm ngoái. Không chỉ xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Nhật Bản, mà vải thiều Bắc Giang cũng đã chính thức có mặt tại thị trường Hoa Kỳ. Đây đều là những thị trường khó tính, đòi hỏi hàng rào kỹ thuật khắt khe. Nên năm nay, Bắc Giang đã chuẩn bị diện tích và sản lượng vải thiều đủ điều kiện xuất khẩu sang Hoa Kỳ, với sản lượng ước đạt 1.500 tấn, Năm nay Bắc Giang có 29.700 hecta vải thiều, tổng sản lượng ước đạt trên 180.000 tấn, trong đó xuất khẩu khoảng 53%. Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết đã làm việc với các thị trường để bảo đảm tiêu thụ thành công và niên vụ năm nay. Tỉnh cũng đề nghị Cục Xúc Tiến Thương mại vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ, Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ thông tin về thị trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và các hàng rào kỹ thuật của thị trường châu Âu, châu Mỹ để hỗ trợ nhà vườn, doanh nghiệp chủ động bảo đảm quy trình xuất khẩu tránh rủi ro. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các đơn vị địa phương thường xuyên tuyên truyền, quán triệt quy định về sử dụng rượu bia nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Nghiêm cấm cán bộ công chức can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ, đồng thời yêu cầu công an tỉnh trong quá trình xử lý trường hợp xác định người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, đơn vị nhà nước thì phải gửi thông báo đầy đủ hành vi vi phạm về cơ quan đơn vị của người vi phạm để xử lý theo quy định, đồng thời gửi về sở nội vụ để phục vụ công tác quản lý, theo dõi, đánh giá hàng năm. Mật ong Bạc Hà từ lâu đã trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh Hà Giang, khẳng định được thương hiệu trên thị trường và được người tiêu dùng ưa thích. Tuy nhiên thời gian gần đây đã có nhiều trường hợp mạo danh sản phẩm này gây ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của mật ong bạc hà vùng Cao Nguyên Đá. Đơn vị này có nhiều năm sản xuất kinh doanh mật ong bạc hà thế nhưng gần đây uy tín bị ảnh hưởng rất nhiều khi nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng hình ảnh và thương hiệu để quảng cáo, giới thiệu trên mạng xã hội để bán cho người tiêu dùng quay lên trên uh, YouTube hoặc là trên uh, TikTok là họ nói đây là thương hiệu của uh, hợp tác xã dịch vụ nuôi tà lùng nhưng mà thực chất là không phải. Cho là nếu mà người tiêu dùng thì muốn uh, lấy cái, uh, mua được cái sản phẩm chính hãng thì uh, nên uh, liên hệ trực tiếp cái với lại hợp tác xã dịch vụ nuôi tà lùng. Không chỉ riêng hợp tác xã tà Lủng, nhiều hợp tác xã và hộ nuôi ong trên địa bàn bốn huyện Ca Nguyên, Đá Đồng Văn cũng bị đánh cắp hình ảnh, mạo danh sản phẩm mật ong bạc hà đăng bán trên các nền tảng xã hội mạng xã hội thì cũng uh, giới thiệu sản phẩm là mật ong bạc hà của xã Hồng Trái thì uh, qua uh, chúng tôi cũng uh, uh, khẳng định là những ký uh, uh, click ở trên Facebook uh, trang cá nhân bán hàng thì đã không có ở trên uh, xã Hồng Trái cả. Hà Giang hiện có khoảng trên 25.000 đàn ong mật với sản lượng mỗi vụ hoa bạc hà hơn 30.000 lít, doanh thu 200 tỷ đồng một năm. Hiện nay trên thị trường đã xuất hiện các trường hợp bày bán giả danh thương hiệu mật ong bạc hà. Để bảo vệ thương hiệu và nâng cao vị thế của sản phẩm, ngoài xây dựng chỉ dẫn địa lý, các ngành chức năng cần có hệ thống quản lý chặt chẽ từ quy trình sản xuất đến tiêu thụ. Đã đề lên là mật ong là có cái hàm lượng C4 phải nhỏ hơn 7%. Thì cứ test cái đó. Rồi thứ hai là gì? Cái mật ong đấy phải có số lượng hạt vấn bạc hà, rõ như chỉ dẫn địa lý đã đã đưa ra. Mật ong bạc hà là sản phẩm duy nhất chỉ có ở Hà Giang, mang lại nguồn thu nhập cho người dân và phát triển du lịch để tránh tình trạng giả danh thương hiệu, các cấp chính quyền và ngành chuyên môn cần làm tốt công tác quản lý nguồn gốc, chất lượng và thương hiệu sản phẩm, từ đó khẳng định vị thế uy tín trên thị trường, tạo sinh kế vững chắc cho người dân nơi địa đầu Tổ quốc. Cuối bản tin sẽ là thông tin thời tiết tại một số địa phương. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.